có những cuộc hôn nhân mà đọc xong người ta phải đặt hàng loạt câu hỏi gì sự bất thường, kỳ lạ. Nhưng trong tình yêu, đâu phải ai cũng giống ai. Đôi khi, chỉ cần những người trong cuộc thỏa mãn thì tất thảy những thứ xung quanh khiến người ta dị nghị cũng chẳng thành vấn đề. Đó là câu chuyện kỳ lạ của vị tỷ phú giàu thứ ba thế giới Warren Buffett. Giờ là một trong những người thầy vĩ đại nhất của tôi. Tỷ phú Warren Buffett hiện tại có tổng tài sản lên đến hơn 80 tỷ đô la. Ông được mệnh danh là nhà đầu tư thành công nhất thế giới. Bỏ qua sự nghiệp, chuyện hôn nhân, tình yêu của vị tỷ phú này cũng có nhiều điều khiến người ta phải chú ý. Buffett gặp cô vợ đầu tiên Susan Damson vào năm 1950. Khi đó, Susan là bạn cùng phòng của em gái ông tại Đại học Northwestern. Anh chàng Buffett hồi đó nhanh chóng đổ gục trước vẻ ngoài quyến rũ của Susan. Thời điểm ấy, cô gái xinh đẹp là một ca sĩ quán bar nổi tiếng nhất Nebraska. Bản thân Buffett vẫn chưa có gì trong tay, sự nghiệp không hề vững vàng. Hai vợ chồng trong một sự kiện. Ngay sau đó, ông đã kết bạn với cha của cô. Ông Bill là một giảng viên đại học. May mắn làm sao, cha mẹ Susan cũng quen biết gia đình Buffett khiến mọi việc tiến triển dễ dàng hơn. Cha Susan mê mẩn chơi mandolin. Buffett cũng bắt đầu mê nhạc cụ đó và luôn kiếm cớ để đến nhà Damson luyện đàn. Ông dần dần theo đuổi và có được tình yêu của Susan. Hai năm sau, họ kết hôn và lần lượt ba đứa trẻ ra đời là Susan, Hover và Peter. Cuộc sống gia đình cực kỳ hạnh phúc. Khi đó, Susan tư vấn cho Buffett rất nhiều về chuyện làm ăn bởi bản thân bà là người thông minh, nhanh nhạy và nghiên cứu sâu về vấn đề này. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, chính vị tỷ phú trở thành người giàu nhất thế giới nhắc đến vợ với sự biết ơn. Vụ đầu tư lớn nhất của tôi là khi chọn bạn đời. Cuộc đời tôi có hai bước ngoặt lớn, một là khi chào đời và hai là gặp Susan, tên thân mật của bà Susan. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với mình nếu không có bà ấy. Tôi từng là một người mất cân bằng cho tới khi bà ấy xuất hiện. Susan đã nuôi dưỡng và thay đổi tôi. Susan chính là một trong những người thầy vĩ đại nhất của tôi. Tự tay dắt người tình đến cho chồng thành bộ ba hòa hợp, thân thiết. Khi còn sống, bà Susan cũng là một người giàu có, xếp thứ 17 thế giới. Nói thế để hiểu, bà rất tài năng và dạy chồng đầu tư như những gì Buffett tiết lộ chẳng phải chuyện nói quá. Cuộc sống giữa hai vợ chồng hạnh phúc. Tuy nhiên, năm 1970, khi Berkshire Hathaway tập đoàn của Buffett mua cổ phần của tờ The Washington Post, vị chủ tịch này đã có quan hệ tình cảm với Katherine Graham, một người làm xuất bản. Theo Business Insider, cặp đôi đã dành những ngày cuối tuần để gặp gỡ trong vườn Nomada. Biết được điều này, Susan cực kỳ tức giận và có thông tin cho rằng bà ngoại tình với một huấn luyện viên quần vợt cho bỏ tức. Vợ chồng tỷ phú Buffett. Năm 1977, Susan rời đến Florida theo đuổi sự nghiệp ca hát. Chồng bà lại không muốn đi cùng vợ mà muốn ở lại quê nhà Omaha phát triển công ty. Hai vợ chồng bắt đầu sống tách ra từ năm 1977. Sau khi vợ đi, Buffett rơi vào một cuộc sống không ổn định. Cô con gái Susan từng nói rằng lúc đó, cô lo lắng cho cha mình. Những kiến thức về đầu tư mà ông có chẳng giúp ích gì được cả. Bà Susan thấu hiểu điều ấy và gọi điện cho người bạn thân hát Treatment nhờ chăm sóc chồng mình. Đây cũng là lúc bà chính tay dắt người vợ hai đến với chồng. Actress là một tiếp viên nhà hàng mà bà quen khi biểu diễn ở đó. Tôi đã gọi cho Actress men. Tôi nói, Actress, cậu có thể chăm sóc Girlfriend không? Nấu súp, mang qua và để mắt tới ông ấy được không? Nhận lời mời từ bà Susan, Actress đã liên tục đến nhà của Buffett. Thậm chí không lâu sau, cả hai bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Actress chuyển luôn đến nhà của người tình sống. Buffett và Actress. Cả hai tiếp tục hẹn hò kể cả khi bà Susan biết về mối quan hệ đó và quay về thăm nhà. Ba người xuất hiện cực kỳ thân thiết cùng nhau trong vài sự kiện. Thậm chí, những tấm thiệp Giáng sinh được Warren Buffett gửi đến bạn bè cũng có tên cả ba người là Warren, Susan và Actress. Họ duy trì mối quan hệ như vậy khiến tất cả đều phải ngỡ ngàng bởi theo quan điểm xưa nay, làm sao mà chính thức và tình nhân của chồng lại êm đềm bên nhau như thế. Actress và mẹ tôi rất thân thiết.
họ thực sự yêu quý nhau, cô con gái cả Suicide bớt phép nói với The New York Times. Có thông tin cho rằng, actress và Susan đã có một thỏa thuận ngầm để chia sẻ girlfriend và giữ mối quan hệ của họ tốt đẹp. Vị tỷ phú cùng vợ và nhân tình. Năm 2004, bà Susan qua đời vì căn bệnh ung thư. Huyền thoại đầu tư nổi tiếng thế giới này đã từng bật khóc ngay giữa cuộc phỏng vấn khi có người vô tình nhắc tên người vợ cả. Sự ra đi của bà ấy, nó thật đau đớn. Đó là điều duy nhất ám ảnh tôi đến ngày hôm nay. Vị tỷ phú già đau đớn khi nhớ đến giây phút để vợ một mình đến Florida vào năm 1977. Ông nhận lỗi lầm về mình vì quan hệ rạn nứt và trách bản thân vì không đi cùng khi đó để chăm sóc vợ tốt hơn. Căn bệnh của bà ấy lẽ ra đã được ngăn chặn sớm hơn, và tôi có lỗi tới 95%. Tôi không quan tâm đủ tới vợ, trong khi Susan dành mọi tâm huyết cho tôi. Năm 2006, ông quyết định cưới actress sau 29 năm là nhân tình, trao cho bà một danh phận. Bà vợ mới này cũng cực kỳ yêu bớt phép, yêu thương cả ba đứa con của ông với Susan. Dù không xuất hiện nhiều nhưng bà luôn được các con riêng của chồng nhắc đến với sự kính trọng. Trong cuộc sống, có không ít những mối quan hệ vợ chồng tình nhân nghe qua thì vô cùng phức tạp. Tuy nhiên, chẳng ai sống thay được cuộc đời kẻ khác. Những người trong cuộc thấy thoải mái, hạnh phúc với chính lựa chọn của họ thì người ngoài ý kiến để làm gì? Hãy đừng phán xét bởi suy nghĩ của mỗi người khác nhau, hoàn cảnh cũng khác nhau. Đơn giản là dù đúng dù sai, sau cùng chỉ cần người trong cuộc hài lòng là đủ rồi. Theo Business Insider, Legit,